Chào các bạn, đố các bạn tớ có hình gì đây? Hình chữ nhật. À, chào cánh cửa, bạn hình chữ nhật. Gì đây nhỉ? À, màn hình máy tính hình chữ nhật. Viên gạch cũng có hình chữ nhật này, các bạn có thấy không? Điện thoại cũng có hình chữ nhật. Hộp giấy ăn nữa này. Quyển sách, thước kẻ cũng có hình chữ nhật này. Ồ, khung ảnh nữa, cũng có hình chữ nhật luôn. Lò nướng đây rồi, cũng từ hình chữ nhật đó các bạn. Chúng mình đi dã ngoại đây. Ồ, ô tô cũng từ hình chữ nhật này. Thật nhiều thứ có hình chữ nhật. Tạm biệt các bạn nhé.